Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Cường ở quận Gò Vấp, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Cường có về một số phô mai ha, bonsai nè, đế đẹp, hoành to, rất nhiều dáng thế luôn. Giá thì hữu nghị ha. Các mẫu quyển hộ cho anh Cường. Đây quý vị, rất đẹp. Rồi chào anh. Chào em, chào tất cả anh em. Thì hôm nay em có về số cây để giao lưu với anh em ha. Anh em xem tham khảo cây nào gửi alo em. Số điện thoại thì có để tiêu đề ha. Bao sóng bao xếp hết. Cao 35 cái số 1, hoành 18. Rồi. Rồi cái số 1 400.000 ha. Rồi chỉ có 400 thôi. Vì nhanh tay nhỏ lẻ ha. Rồi lên cây số 2. Cây số 2 cao 70. Khối đế luôn. Hoành 24. Cây số 2 này giao lưu giá 1.200.000 nha. Rồi 1.200.000. Rồi, bonsai lắc lượng luôn. Cao 90. Hoành 21. Đây đây. Rồi, cái số 3 giá 700 anh. Rồi, 700. Cao 60. Hoành 19. Rồi, 7 đế luôn ha. Rồi, cái số 4 giá 600 nha. Rồi, 600. Cao 75. Hoành 18. Rồi, cái số 5 giá 400 anh. Rồi, 400. Cái này tông cao ha. Dáng chật. Tay cành đều. Cái số 6 cao 1m1. Hoành 23. Rồi. Rồi, cây số 6 giá 800. Rồi, 800. Cao 1m3. Hoành 26. Rồi, cây số 7 giá 1.200.000 anh. Rồi, 1.200.000. Cao 90. Hoành 26. Rồi, 7 đế luôn. Cái số 8 giá 1.500.000 anh. Rồi, 1.500.000. Cái số 9 cao 90. Hoành 18. Đây đây. Rồi, cây số 9 giá 400 anh. Rồi, 400.
cây số 10, cao 1 mét, hoành 18. Rồi, khối đấy ha. Rồi, cây số 10 này giá 400 luôn nha. Rồi, 400. Cái này lắc lượng tại cành điều. Cao 1 mét, hoành 24. Rồi, cái 11 này giá 1,2 triệu nha. Rồi, 1,2 triệu. Cao 1m1, hoành 16. Cái 12 giá 350. Rồi, 350. Cao 1 mét, hoành 32. Khá to ha, đấy đẹp. Cái bầu bề ngang nhiêu lên? Bầu 52 nha. Rồi, à, bể đế luôn. Rồi, cây 13 này giá 2 triệu 9 nha. Rồi, 2 triệu 9, cái này đẹp. Cây số 14, cao 90, hoành 28. Rất đẹp. Rồi, cái 14 này giá 2 triệu 3 nha. Rồi, 2 triệu 3. Khối đấy luôn ha. 15. Cao 1 mét. Hoành 23. Rồi. Rồi, cây 15 này giá 1 triệu 2. Rồi, 1 triệu 2. Cây 16, cao 50, hoành 20. Rồi, cây 16 này giá 500 nha. Rồi, 500. Cao 80, hoành 16. Cây 17. Rồi, cây 17 giá 3,5 triệu anh. Rồi, 3,5 triệu. Cây 18. Rồi, 18. Cao 70, hoành 24. Rồi, cây 18 này giá 1 triệu 2. Rồi, 1 triệu 2. Cây 19, cao tầm 1,5 mét nha.
Cá ngang 1m2. Hoành 22. À, đây đây. Cái 19 này giá 1 triệu nha. Thôi, 1 triệu. Được ha. Cây 20, cao khoảng 1m4. Cắn ngang 1m2. Hoành 22. Rồi, đây đây. Bể đế luôn. Rồi, cái 20 này giá 1 triệu luôn. Rồi, 1 triệu. 20, 21. Cao 1m3. Hoành 25. Rồi. Rồi, cây 21 này giá có 1 triệu luôn. Ơi, 1 triệu luôn. Cái này đế quái ha, cũ nở. Cây 22, cao 90, hoành 25. Rồi. Cái 22 này giá 2 triệu nha. Rồi, 2 triệu. Cây 23, cao 1m5, hoành 31. Rồi, đây này. Cái này giới thiệu là róc để cho nó ra tàn mới chơi lại ha. Cái này giá 700 ngàn anh. Ơi, chỉ có 700 thôi. Quanh to với nhỏ. Cho anh em về róc. Cao 1m4, hoành 25 nha. Rồi. Được ha. Hoành 23. Rồi. Rồi, cái 24 này giá 1 triệu 2 à. Rồi, 1 triệu 2. Đây đây, từ từ. Cái máy tàn ha. Đó, tán rộng này. Để cành tiêu. Phải không? Chim lại thế này đi qua. Tạm tạm được. Rồi, cao này chắc cũng tầm 2m nha. Cái ngang chắc cũng 1m5 hơn ạ. À. Hoành 30.
vành to ha. Bệ đế luôn, bàn điều. Rồi cái 25 này giá 2,5 triệu nha anh. Rồi 2,5 triệu ha. Đẹp. Rồi cây cuối clip luôn á. Dạ. Có nhắn gửi gì không anh? Cảm ơn tất cả anh em đã xem clip ha. Dạ. Anh em xem thấy cái nào vừa ý thì alo em. Dạ. Bao sóng bao ship cho anh em hết ha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Cường. Bây giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.